sao? Tê hết nửa, những cái tay nó cổ, những cái tay mình... ngồi lên đi, gì sao? Cái tay mình bị gãy ấy. À bị gãy. Nhưng mà bây giờ nó tê hết hai món này, chân nhưng mà cái này tê lâu nhưng mà tay tôi mới bị gãy. À, mà tê là tê do gì? Ở cổ thôi, à, cả vai luôn. À, bây giờ có bị không? À, có bị đúng rồi, vậy thấy. Rồi tay này. Tay này thì cắm cây chứ cây tôi gãy luôn, sợ nó đau. Đó là sao? Gãy, gãy rồi, gãy mới bỏ. Bỏ mới bao nào? Bỏ được 2 tháng. Rồi bị kia lên đi chi? Sợ. Không có sợ đâu nè. Đúng không? Mày gãy gãy thì sao chị nói nghe coi. Ngã. Ngã mà nó gãy, nó gãy ra luôn liền luôn. Gãy xuống bỏ buồn. À mà không có mà nó gãy cái này phải gãy thiệt không? Gãy thật ạ. À. Ở chỗ này. Ừ. Không biết nhìn thấy cái R không thấy gì hết. Thấy không? 2 tháng bỏ buồn liền. À. Rồi, ôi trời, cái gãy tiếp. Ơi. Rồi ngồi đây. Xin qua đây chút. Không có xe đỡ lắm gì đó. Rồi đâu cần sai. Rồi. Rồi ngã người ra. Đúng rồi đó. Ôi trời ơi. Mà sướng quá. Nằm ở đây. Bây giờ có nghe không nhẹ gì đâu. Đấy. Bị thì bị hôm nay nè. Hai ngón út. Hai ngón út. Quay qua đây. Rồi, quên xin lỗi. Chị nghiêng qua bên này đúng là chính xác. Chị lùi ra sang chút xíu. Ok, rồi. Hey. Nghe cái tắc ra. Tắc cho nó lộ như xương luôn. Rồi xin lỗi chị em. Để cho mốt không dám lên này nè. Rồi ngồi xuống đi. Rồi ngồi thử coi sao. Khó phá mất. Rồi ngồi xuống đứng dậy rồi coi chân cẳng tay thì sao rồi. Nhanh chưa? À, hết rồi, khỏi rồi, bây giờ còn cái chân về nhẹ chưa? Rồi cái ngón rồi đá lên coi nó còn tê gì nào. Ui. Hết chưa? Trước cái này xin lại ví dụ hết cái này kêu cũng khủng. Bây giờ hết rồi. Rồi thôi, cảm ơn chị nha. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại
0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.